Tốt siêu độc lạ ở Việt Nam khiến người Tây cũng chảo thua. Chỉ cần khoác lên mình chiếc áo chống nắng và cưỡi một con chiến mã bất kỳ, họ sẽ mang đến những pha xử lý đầy tính ngẫu hứng và những cái hôn thắm thiết lên chiếc xe tội nghiệp của bạn. Ninja Lead. Vâng, đúng vậy, đây chính là điều độc lạ tại Việt Nam. Tại sao gọi là Ninja Lead thì? Đây là một cách gọi có chút gì đó hài hước nhưng mà cũng có hàm ý là chê trách cách tham gia giao thông của các chị em. Tạo hình như ninja với áo chống nắng kín mít, đeo kính râm và cưỡi xe lít. Điều đặc biệt, 100% đều là chị em phụ nữ. Họ thường xuất hiện vào mùa hè và thoát ẩn thoát hiện trên đường như thế này. Sang đường. Nếu bạn nghĩ sang đường là dễ, thì với người Tây khi ở Việt Nam sẽ kiểu người Việt còn có thứ phép thuật đặc biệt để sang đường như thế này. Các anh Tây ai nấy đều há hốc mồm. Chính xác, đó là giơ tay. Dễ hiểu thì giống như nhân vật trong phim siêu anh hùng vậy. Còn theo lời đồn thổi thì các ninja lead sẽ quay đầu lại nhìn thay vì giơ tay, người phía sau sẽ tự động nhường đường một cách vô điều kiện. Mà lúc đó quả thực là quá ảo diệu rồi. Không để con trai ngồi mâm dưới. Dù đã bước sang thế hệ mới tiến bộ nhưng ở một số vùng quê, đôi khi vẫn còn tồn tại không ít hủ tục khiến người ta khó tưởng tượng. Trước đó, dân mạng thi nhau chia sẻ hình ảnh người đàn ông ngồi một mình trong mâm cỗ giữa không khí đông vui. Chủ nhân bức ảnh đã đăng kèm dòng caption: "Chúng mày biết tại sao anh kia phải ngồi một mình một mâm ăn riêng trong khi cả nhà chung vui chúc rượu nhau không? Đơn giản chỉ do anh ấy không có con trai đấy chúng mày ạ." Trên thực tế, việc đề cao chuyện sinh con trai nối dõi vẫn tồn tại ở rất nhiều gia đình địa phương. Vấn đề này cũng từng được đưa vào cả phim ảnh. Nhiều gia đình thì lại có tư tưởng tiến bộ hơn, thậm chí có phản bác một cách rất văn thơ thế này: "Chúng con là lúc đi rồi, bé không ăn hại như là con trai, lớn lên thì sẽ thành tài, công việc ổn định lấy chồng đại gia, có tiền từ thiện gần xa, báo hiếu cha mẹ tại nhà đều vui, bố cháu bảo đẻ con gái xuống đến chết, đẻ con trai." Bạn thấy sao về những điều độc lạ này? Hãy chia sẻ dưới phần bình luận nhé! Chỉ cần khoác lên mình chiếc áo chống nắng và cưỡi một con chiến mã bất kỳ, họ sẽ mang đến những pha xử lý đầy tính ngẫu hứng và những cái hôn thắm thiết lên chiếc xe tội nghiệp của bạn.